về của chú anh chị em và các bạn đến với kênh Trúc Hồng Phá Ly Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay Trúc ăn trái Biri. Trái Biri này nó cũng giống giống củ dâu á cả nhà. Trái mình đi chợ mình thấy trái nó to thì Trúc để rửa và để ngâm muối rồi. Thì bây giờ Trúc ăn. Mời cả nhà cùng ăn trái Biri với Trúc nha. Đây mời cả nhà ăn với lại Trúc trái Biri này. Rất giờ ăn thử nó ngọt không nha. Nó mua hơi, nó trái nó to đó. Cái này là gọi là to rồi đó các bạn. Trời ơi. Ở trong nó màu trắng rồi. Nó cứ ngọt ngọt. Ăn nó tốt cho sức khỏe mà nó đẹp cho da hả. Nó to như vậy nè. Lâu lâu mới có trái to. Nó hai loại. Ở trong màu trắng. Ngon quá. Chua chua ngọt ngọt. Ngon. Cái trái nó chua. Cái trái chua trái ngọt. Trái này chua quá. Ăn nó ngon lắm. Tôi thích á. Một hộp đó 5 đồng mấy á. Nó hai loại, một loại nó màu tím nữa. Cái ruột này nó màu trắng. Trái nó to. Rồi. Chút thích ăn không? Ăn ngốm 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 vậy. Cái trái ngọt. Trái ngọt trái chua. Có lúc nó rỉ, có lúc nó mắc. Lúc này đang rỉ. Ở Việt Nam mình có không biết. Ăn ngon. Mê ăn trái này. Ăn tốt nha con. Nó to. Cái này là gỗ to rồi đó. Cái thường thường cái trái nó nhỏ như vậy nè. Thường thường cái trái nó nhỏ có một chút như vậy thôi. Cái này là to rồi nè. Thường thường cái trái nó nhỏ. Anh chị ăn thấy ngon. Cái ruột nó trắng. Trái này nó chua quá. Cái này là quá to luôn à. Mình ăn á. Bỏ tủ lạnh á. Nó chua. Quê Mỹ mới ăn cái trái này. Chứ Việt Nam chưa bao giờ mà Trúc ăn mấy cái trái này. Quê Mỹ Trúc ăn mấy cái này nhiều. Trúc kể chuyện cho nghe. Ăn xong có chuyện. Cả nhà biết không? Khi mà Trúc mới qua Mỹ á. Trời đất. Nó khủng hoảng luôn. Ở Việt Nam á. Ở Việt Nam á. Chậu chua. Chua mà vừa ăn vừa nói á. Nó chua. Thành ăn xong nói chuyện. Rỉ ăn sạch trơn luôn á. Ăn. Ngon. Chua chua ngọt ngọt. Ăn giảm cân luôn. Khó ăn cơm luôn. Ăn ngon giảm cân luôn. Rất là ngon. Chua quá. Có cá chua không cả nhà? Ồ má ơi. Ăn say sưa vậy á. Cái dĩa gần hết. Cả nhà biết không, Chúc kể một câu chuyện. Lúc mà Chúc mới đi qua Mỹ á, chồng bảo lãnh qua, ảnh làm hãng mà. Ảnh làm hãng ban đêm. Chúc mới qua mà Chúc đâu có biết gì vậy. Trời ơi, tiếng Anh cũng không biết nha. Mà như mình như một tờ giấy trắng, không biết một cái gì luôn. Thì vừa đi về đây thì Chúc đi học cái bằng. Học cái bằng nail. Trời ơi, đâu có biết tiếng Anh mà cũng đâu có rành gì vậy. Thì mấy lần mở đậu, ngu quá mà. Thì mấy lần mở đậu, đâu phải dễ đâu. Mình có bằng mình mới đi làm nail được. Ở cái tiểu bang Boston này có bằng mới làm nail được. Chứ mình sợ sao. Mới qua 2 tháng, thì tháng trước tháng sau, cái Trúc đi học cái bằng lái bằng nail. Mà trời ơi, đẻ ngu mà, qua đâu có biết gì tiếng Anh đâu các bạn.
ngu lắm, mình có xe mình nói vậy thôi, không có biết gì tiếng Anh ấy, như một tờ giấy trắng. Qua đây không hề biết một cái gì. Ở Việt Nam á, ăn cái lo đi cày, sáng mở tiệm, chiều đóng cửa về cái lo kinh kệ. Ở Việt Nam chút đãi tu rồi đó. Thì đánh qua cái tháng sau cái đi thi bằng neo cái một tháng, chút ở nhà một tháng nha. Xong mà cái buồn lắm, xong mà đi thi bằng lái neo, thi 3-4 lần mới đậu. Ngu mà, người ta giỏi người ta thi có 1 lần đậu, còn mình đâu có biết gì đâu. Bấm cái, ở Việt Nam á, có bao giờ mà bấm cái vi tính, trời ơi, có mấy vi tính đâu mà chơi. Neo vô trong cái thi lấy neo á, thì phải làm bằng vi tính, đâu có biết mở máy, trời. Ngu lắm, cái Trúc Hồ ngu lắm, không có biết mở máy để mà ấy. Thành là chui, rồi cái bấm cái rạch, rồi nó báo là mày đã bị rớt. Trời ơi, đi ra nó rớt rồi, vô bấm máy nó tắt luôn, nó không cho mình bấm lại đâu nha. Thì cái bằng neo nó không, mình bấm máy nó bị sai, nó không cho mình bấm lại đâu. Rồi rớt lần thứ hai thi cái mấy câu rồi hết giờ hả, đâu phải dở đâu, không, người ta giỏi thì người ta thi 1 lần 2 lần ta đậu, 1 lần ta đậu, còn mình ngu á thì 3 lần ngu á. Hồi giờ cái thứ nhất á là không biết bấm máy vi tính nè, thứ hai á là không có hiểu gì, neo ở bên này nó khác neo Việt Nam. Ở Việt Nam thì Trúc cũng làm tóc hết toàn bộ 2-3 lần Trúc mới đậu. Thì khi mà đậu thì Trúc đi làm neo cái trời ơi, mình mang bầu con bé nè mà không có biết đâu cả nhà, đi vô làm neo mà cái mùi của nó hôi, mình làm chân tay nước á là bình thường, còn họ làm bột á, trời ơi, mình khó xét cái mùi bột á, chịu đâu có nổi. Trời ơi, mà cái con bé nè này hay lắm cả nhà, mang bầu nó đâu có biết, đi làm neo sao mà mệt lên mệt xuống, mới nó chờ mình sẵn á, quê cái mang bầu rồi không đi làm luôn. Rồi mẹ để gì tập thể dục, chạy máy chạy rồi nữa. Cái Trúc ở nhà cái ở nhà mang bầu, mà ông xẻ thì ông đi làm ban đêm, mà ban ngày thì ông ngủ, có mình ở trong phòng á, như 4 vách tường vậy cả nhà. Khủng hoảng luôn, tinh thần suy sụp luôn. Đi qua với chồng chứ đừng có nói mày đi qua với cái gì, chắc buồn nữa. Mà có chồng đồ lo hết rồi đó cả nhà, có ông xẻ đồ lo hết, nhưng mà mình buồn á, cái đến nỗi mà cái chuyện ngày xưa mà Trúc tắm, Trúc nhảy từ ở trên cầu, Trúc nhảy xuống mương, mà cái chuyện 10 năm trước mà mới có 10 tuổi 13 tuổi cũng nhớ lại ở mà nhảy xuống sông tắm nhớ hết, tại vì đâu có làm gì đâu, rảnh quá, 4 vách tường, đi ra đường phải biết tiếng Anh, mình như một tờ giấy trắng không biết gì. Đi đâu á thì không biết lái xe, đi đâu phải chờ ông xẻ chở, không biết lái xe, không biết tiếng Anh, ra cái nghe người ta nói đâu có hiểu cái gì. Cả nhà biết không, cái ở trong tường, ở cái mang bầu mang mà cái suy nghĩ chứ, tại vì buồn quá. Ở Việt Nam á là Trúc khi mà rảnh á là cái sáng uống cà phê rồi về mở tiệm rồi tiếp xúc với lợi khách vui vẻ cả ngày. Trần Trúc nói á, những anh chị nào giàu có ở Việt Nam sống đi, chứ qua Mỹ là phải làm, thứ nhất. Thứ hai nữa nó buồn gớm, trời ơi, phải làm, chứ nó buồn lắm. Cứ nhớ Việt Nam, Trúc cứ nhớ Việt Nam, cái trong mong về miết, cái đồ về miết mà đâu có về được. Còn qua đây trời, tôi chửi quế luôn, tôi chửi quế, tôi muốn đi về lại luôn á. Nếu mà thật sự mà anh chị em nào mà giàu có ở Việt Nam sống, còn nghèo thì qua đây rất là nhập cuộc sống nhanh. Mà làm kiểu chịu khó làm kiếm tiền thì nó mau có. Nó buồn, nhưng mà nó buồn thôi chứ cũng không có cái gọi là gì. Nhưng mà khi mình ở dài năm, 5 năm, 6 năm, bây giờ Trúc ở được 6 năm rồi, thì nó quen cuộc sống của Mỹ rồi, cảm thấy nó thích cuộc sống. Cái trong tâm mình nghĩ giờ con lớn nè, mình cũng biết cái này cái nọ nè, mình cũng học lấy xe nè, mình cũng biết vài tiếng Anh nè, mình hiểu được họ nói cái gì nè. Đó, thì tự nhiên cái mình thấy cuộc sống nó khác đi, tự nhiên cái gì nó ổn định lại tinh thần. Chứ Trúc mới què, Trúc khủng hoảng luôn, nằm đi làm, thè đi làm nha các bạn. Ở nhà Trúc nói cái đầu Trúc cứ nghĩ Việt Nam không, mà nghĩ Việt Nam thì nó dở bị trích nhá. Trời ơi, ông xẻ, ông ngày thứ bảy chủ nhật thì ông chở đi chợ, nhiều khi trong tủ lạnh á đồ ăn còn cả đống thì vẫn đi, tại vì đâu biết đi đâu đâu, mang bầu mà chỉ đi chợ rồi đi dạo dạo rồi chơi, mà cuối tuần thôi thì chồng chở đi đó. Trời ơi, Trúc khi mà Trúc sanh bé ra là cái tự nhiên cái mình có con, mình lo cho con, xong rồi mình lo cơm nước, mình lo cái nó quên cái thời gian. Bây giờ làm YouTube nó đỡ lắm, mà nói chuyện với mẹ ở Việt Nam hàng ngày, hàng mỗi đêm về cho mẹ, mà nói chuyện tâm sự, mà Trúc còn bị khủng hoảng cái chi mà đừng nói mà không có nói chuyện nha các bạn. Thành Trúc nói hở, giàu ở Việt Nam sống cho nó sướng, chứ đừng có ham đi Mỹ hở, qua đây hở nó buồn.
à, gặp nhau cuối tuần chứ ai cũng lo đi làm hết á. Trời ơi, Việt Nam á, Trúc á là sáng mở tiệm bạn bè đi uống cà phê, à, về mở tiệm có thợ đồ làm, ngày rằm 14 đồ á rồi là đi chùa đồ, vui lắm. Ừ. Thành quê đây nó bị buồn đi đó, Thành nó bị làm cho mình trích á. Ừ. Nhưng mà bây giờ 6 năm rồi nó nhập chưa ôm hồ cuộc sống rồi, bây giờ anh meo được đâu được con tháng dính bầu nó tốt rồi, dính bầu đâu có dám đi làm tại nó hóa chất nhiều, mình đứa bé sợ ảnh hưởng sao. Thì Trúc ở nhà lo cơm nước, lo ở nhà dưỡng thai cho hay lắm. Ở Việt Nam có chữa, đi qua Mỹ chữa cho vậy á. Y như con mình nó chờ mình sẵn vậy á, qua cái là dính em bé liền mà. À, thắt cười lắm. Thành nó ở nhà cái nằm nhìn bốn vách tường á, buồn dễ mang. Buồn mà muốn chết luôn, suy nghĩ tầm bậy luôn, cái chuyện gì đâu đâu ngày xưa cũng suy nghĩ. Mà qua Mỹ rồi á, nhà, cái nhà mà mình không làm á, là tới tháng tiền bill, tiền bổng nó rất là nhiều. À, làm tiền cao nhưng mà chi phí cũng nhiều lắm. Tới tháng là bill bổng nào, bảo hiểm xe nào, bảo hiểm nhà nào, bảo hiểm con người nào, bảo hiểm đủ thứ luôn cả nhà. Tới tháng bill bổng nên trả đủ thứ tiền hết á, trả đủ hết á. Thành phải đi làm cả nhà, à, 60 mấy tuổi mới được về hưu. Còn như Trúc thì hưu cái gì, giờ có làm đâu, ở nhà cho chồng nuôi luôn đi. Đó. Nhưng mà bây giờ 6 năm rồi, nó nhập chưa ôm hồ cuộc sống rồi. À, bye bye, hẹn gặp lại cô chú anh chị em và các bạn. À, cảm ơn cả nhà đã xem video. Bye bye, hẹn cô chú anh chị em và các bạn video tiếp theo nha. Bye bye.